Rồi. Nhà này ông xe này là gương vô nhà ông vậy đó. Rồi đi lỡ gần cục vô cánh nhà nó cửa như vậy. Ngoài đây già tới bây giờ thấy không? Đừng hoảng đi chết. Còn là rễ cây không có đúng theo. Đây nè, cái dừa nè. Cần nữa mẹ, giờ cái trống này cái cãi giờ tôi cũng phải ngồi mà chả có chân dọn đủ mà tết không phận đây nữa. Tôi rất là dữ cơ quá. Cục đầu cày luôn, cày cái trục bừa cày luôn mà trâu kéo núi gì luôn. Đó, đứng lên cái trục đó, vì sao vậy đâu, mắng thù đâu mà vô cổ lú kéo lú về được luôn. Đứng đó vậy. Ngoài đó. Cảnh cái này để mà cây cây gốc bụng con cốc đưa lên. Ô mấy cái mai nằm lên cốc lưng lên. Không thấy đâu. Rồi ăn được. Chưa lại vô đây chụp bụng đứng ngoài đứng xe rồi chưa biết chưa dây. Chỉ ngoái vô đây cái. Vô lưng nằm lưng con cốc rồi cái cây mai đặt gốc làm sao cây mai mọc lưng cốc luôn thấy cốc cậu đặt mai như lên trên trời luôn. Cái bộ nó con mắng vô đó là do thì giờ thấy là biết bộ có bộ không có bộ đó là bộ đó đâu.
thấy nó quấn vô cổng giường thấy cổng trên đi vô nó đi dài cũng đó đấy. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.